Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại thì Giang đang có mặt tại dự án Green Center. Như trước mặt anh chị khách hàng thấy nè, là sau lưng của Giang ha. Thì bên tay trái của Giang đây là khu những căn shop house của dự án Green Center. Còn bên tay phải của Giang đây là cái nhà điều hành, hay là gọi là club house luôn. Trong tương lai khi mà anh chị sở hữu cái dự án một trong những căn club house hoặc là những căn villa tại Green Center, thì anh chị sẽ được sử dụng cái club house này ha. Rồi phía sau cái club house là những căn villa đó, hiện tại đã xây dựng ở phần cột sàn hết trơn rồi mọi người, đầy đủ luôn ha. Thì dự án này anh chị mua là anh chị hoàn toàn yên tâm luôn. Thứ nhất là về pháp lý là hoàn thiện đầy đủ luôn nè. Đó, về vấn đề xây dựng là hiện tại như anh chị thấy đó là cũng đã xây dựng rồi, nên nó rất là yên tâm, mình không phải mua một cái dự án mà mình nhìn chỉ thấy miếng đất không có gì hết, đúng không ạ? Thì bên cạnh dự án của chúng ta có một cái dự án villa của chủ đầu tư Trần Anh, nó đã hoàn thiện và bàn giao nhà cho khách hàng rồi luôn anh chị ạ. Nếu anh chị khách hàng nào muốn tham quan cái dự án của Trần Anh thì cứ đến mình tham quan thực tế đó. Thì dự án đó thì đã được bán 100% rồi, và nếu anh chị muốn mua những cái căn villa, những căn shop house giai đoạn đầu tiên thì hãy sở hữu ngay những căn trong Green Center. Thì dự án của chúng ta là Green Center và một cái dự án của Trần Anh là mặt tiền đường DT822, và phía sau cái dự án của chúng ta đó là một cái sân golf cực kỳ là đẹp luôn anh chị khách hàng. Và đây là những hình ảnh mà Giang chụp từ trên livecam nè, là sân golf thực tế như hình ảnh chị thấy ha. Đó, nếu anh chị nào muốn đầu tư một bất động sản có giá trị sở hữu lâu dài, tiềm năng trong tương lai gần đây, thì có thể sở hữu ngay cho mình một căn villa. Nếu anh chị muốn sở hữu để cho gia đình chúng ta có một cái nơi để mà mỗi cuối tuần hoặc là mỗi cuối tháng hoặc là những cái dịp lễ để mình có một cái nơi thư giãn với một cái sân golf cực kỳ là đẹp, một cái môi trường sống vô cùng là trong lành luôn, thì cũng nên sở hữu ngay cho mình một căn villa tại Green Center thì khách hàng nhé. Rồi, chưa hết, cái dự án của chúng ta là liền kề với một cái khu đô thị mới trong tương lai của tập đoàn Vingroup, đó là Vinhome Đức Hòa ha. Thì Vinhome đang muốn thâu tóm cái quỹ đất đó và sẽ xây một cái khu đô thị lớn cũng giống như Vinhome Grand Park ở quận 9 vậy anh chị khách hàng ạ. Sau này khi mà Vinhome nó bắt đầu xây dựng là giá trị của chúng ta liền kề nó sẽ tăng rất là cao, và Vinhome mật độ của nó rất là lớn nên cái số lượng căn nó rất là nhiều, cái độ cạnh tranh nó sẽ cao hơn của Green Center này nữa, nên anh chị đầu tư Green Center là một cái sự lựa chọn gọi là đúng đắn nhất trong cái thời điểm hiện tại. Rồi bây giờ Giang sẽ chia sẻ cái tuyến đường để mà anh chị di chuyển sang cái dự án Green Center của chúng ta dễ dàng ha. Thì những anh chị ở cái mạng gọi Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh á, thì anh chị có thể di chuyển bằng cái trục đường quốc lộ 22, thì mình kết nối trực tiếp từ ngã tư An Sương, anh chị đi thẳng quốc lộ 22, rồi sau đó anh chị rẽ trái là mình chạy thẳng vào dự án của chúng ta rất là dễ dàng. Còn nếu mà đối với những anh chị mà ở phía Tây Nam Bộ hoặc là khu Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì anh chị có thể đi bằng một cái tuyến đường cực kỳ là gần và rất là dễ di chuyển nữa, đó là đường tỉnh lộ 10. Tỉnh lộ 10 là một nè, rồi đường Nguyễn Văn Linh là anh chị sẽ kết nối thẳng vô dự án của chúng ta rất là tiện lợi luôn. Rồi hai đầu anh chị có thể di chuyển đều đến dự án của chúng ta rất là thuận tiện, và dự án của chúng ta là gần Tây Ninh anh chị khách hàng nhé, rồi gần Bình Dương nữa. Thì những anh chị ở thành phố Thủ Dầu Một nè, ở Tây Ninh di chuyển sang dự án cũng rất là tiện lợi luôn. Rồi nếu anh chị khách hàng nào quan tâm dự án Green Center thì có thể liên hệ ngay số điện thoại Giang để ở phía bên dưới video này, anh chị có thể là đến thực tế, tham quan thực tế, tìm hiểu dự án và được bên công ty của Giang sẽ hỗ trợ anh chị bằng xe đưa đón từ thành phố Hồ Chí Minh đến dự án luôn anh chị khách hàng nhé. Rồi hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án Green Center. Xin chào anh chị khách hàng.